Huawei trình làng P40, P40 Pro và P40 Pro Plus với cải tiến lớn về camera. Huawei vừa tổ chức sự kiện trực tuyến ra mắt dòng P40 mới của mình, bao gồm P40, P40 Pro và P40 Pro cộng mới, với trọng tâm là một số cải tiến về máy ảnh. Theo Newin, độ phân giải trên cảm biến chính của P40 đã được tăng lên 50 megapixel, nhưng vẫn sử dụng cảm biến RGB. Kích thước cảm biến cũng tăng lên 1 phần 1,28 inch, có nghĩa người dùng có thể thu được nhiều ánh sáng hơn và ít nhiễu hơn. Hệ thống camera Ultra Vision Leica cao cấp được tích hợp trên dòng Huawei P40 Series, bao gồm cấu hình 3 camera, 4 camera và 5 camera. Huawei P40 mang đến những bức ảnh vượt trội với ống kính góc cực rộng, góc rộng và ống kính tele. Huawei P40 Pro là sự cải tiến của 4 camera Leica cùng camera siêu rộng điện ảnh Ultra Wide Kinect Camera, camera tập mạnh mẽ bên cạnh camera zoom super sensing 50x. Huawei P40 Pro Plus cho phép người dùng thấy được những điều chưa từng có, với Super Zoom Array, hỗ trợ zoom quang học thực thụ lên đến 10 lần, và zoom kỹ thuật số tối đa 100 lần. Cảm biến siêu tầm nhìn Huawei Ultra Vision Sensor có trong toàn bộ dòng Huawei P40 Series là cảm biến lớn nhất của Huawei hiện nay. Kích thước đường chéo của cảm biến là 1 phần 1,28 inch, cho kích thước điểm ảnh 2,44 micromet và công nghệ Full Pixel Optapedia Ultra Focus cho phép lấy nét siêu nhanh tại mọi thời điểm trong ngày, trong khi Huawei XD Fusion Engine tích hợp và xử lý dữ liệu từ nhiều máy ảnh để cải thiện toàn diện chất lượng ảnh. Huawei P40 Pro đưa các chủ thể ở xa lại gần hơn nhờ zoom quang 5x, zoom light 10x và zoom kỹ thuật số 50x. Lần đầu tiên, camera ống kính quang học tele 5x được bổ sung bộ lọc màu RGB để tăng lượng ánh sáng đi vào và cải thiện chất lượng của những bức ảnh zoom. Huawei P40 Pro cộng có Super Zoom Array 100x với thiết kế ống kính tiềm vọng bao gồm 5 thấu kính phản xạ, mở rộng đường truyền ánh sáng thêm 178%, qua đó hỗ trợ zoom quang học 10x. Camera góc nhìn siêu rộng có ổn định quang học và tính năng Super Zoom Array hoạt động song song với AI tạo nên chip OIS cộng AIS nhằm cải thiện đáng kể hình ảnh và chống rung video. Về khả năng quay video, dòng Huawei P40 Series cuối cùng cũng có được khả năng quay video 4K 60fps nhờ sự hỗ trợ của chip Kirin 990. Nó cũng có khả năng quay tuyệt vời khi thiếu sáng với độ nhạy sáng ISO 51000 và hỗ trợ quay video time-lapse 4K. Có 3 micro âm thanh nổi cho tính năng zoom âm thanh, có nghĩa phát hiện âm thanh từ đối tượng mà người dùng đang phóng to. Không chỉ tập trung cải tiến lớn về camera, dòng P40 cũng gây ấn tượng với thiết kế không viền, và công ty Trung Quốc cho biết cảm hứng của hãng đối với sản phẩm chính là sức căng bề mặt của nước. Công ty trang bị màn hình 6,58 inch trên P40 Pro và P40 Pro Plus, trong khi P40 thông thường vẫn là màn hình phẳng và có kích thước 6,1 inch. Công ty cũng đã sử dụng màn hình đục lỗ cho camera trước và là lần đầu tiên hãng thực hiện điều đó với một điện thoại cao cấp. Màn hình có tốc độ làm mới 90Hz giúp mang lại trải nghiệm mượt mà. Bên trong, điện thoại đi kèm chip Kirin 990 và pin 4200mAh với bản Pro và Pro Cộng, trong khi bản thường có pin 3800mAh. Cả P40 Pro và P40 Pro Cộng có cùng mức sạc có dây 40W như năm ngoái nhưng hiện có thể sạc không dây 40W. Trong khi P40 thường vẫn có sạc có dây 22,5W. Dòng Huawei P40 Series được tích hợp chip Kirin 990 5G để mang đến kết nối mạng 5G tích hợp, hỗ trợ băng tần 5G toàn diện nhất, tăng hiệu suất AI và sử dụng hiệu quả năng lượng. Khả năng phản hồi của màn hình và trải nghiệm chơi game được đưa lên một tầm cao mới thông qua kỹ thuật dựng hình đồ họa cải tiến nhằm tận dụng tối đa tấm nền 90Hz trên Huawei P40 Pro và Huawei P40 Pro Cộng. Công nghệ Wi-Fi 6 Plus tần số 160 MHz có trên toàn bộ dòng sản phẩm này, cung cấp kết nối tốc độ cao theo lý thuyết lên đến 2.400 Mbit mỗi giây. Bộ đôi P40 và P40 Pro được bao bọc bởi kính với các màu Ice White, Black, Deep Sea Blue, Silver Frost và Blast Gold. Đối với P40 Pro Cộng, sản phẩm có mặt sau bằng gốm và các màu đen hoặc trắng. Tại thị trường châu Âu, loạt sản phẩm P40, P40 Pro và P40 Pro Cộng có giá lần lượt 799 euro, 999 euro và 1.399 euro. Dự kiến, sản phẩm sẽ chính thức được bán ra thị trường trong tháng 4 tới. Ngoài ra, máy cũng được cài sẵn hệ điều hành là Android 10 đã được tùy biến, và không còn các dịch vụ của Google cũng như kho ứng dụng CH Play, thay vào đó là dịch vụ và kho ứng dụng riêng do Huawei tự phát triển. Cảm ơn các bạn đã đón xem.